Chào mừng các bạn đến với kênh YouTube của công ty Thế Giới Mảo Vật. Thì hôm nay em xin giới thiệu với mọi người một chiếc máy kiểm tra mảo vật, đó là chiếc máy kiểm tra mảo vật của hãng WebSky. Thì có model đó là TouchCheck Rover. Thì chiếc máy này đây là máy kiểm tra mảo vật cầm tay di động nha mọi người. Mọi người có thể thấy có thể cầm tay di động rất là gọn gàng. Thì mọi người cùng theo em, hôm nay video này em sẽ giới thiệu về cấu tạo cũng như là cái nguyên lý hoạt động của chiếc máy này, và nó có thể là xuất được cái báo cáo kiểm tra mảo vật theo các tiêu chuẩn như là ISO hoặc là tiêu chuẩn AIM, mọi tiêu chuẩn mà các đơn vị nước ngoài đang yêu cầu về chất lượng của mảo vật. Thì như các bạn biết, nhu cầu kiểm tra chất lượng của mảo vật, các mảo vật như là mảo vật 1D hay là mảo vật 2D thì đang rất phát triển hiện nay, tại vì những cái ứng dụng ở trong các lĩnh vực như là ở trong may mặc hay là trong y tế phạc ma hoặc là trong các phụ kiện ô tô rất nhiều. Tại vì những cái hàng mà mình cần xuất khẩu ra nước ngoài thì các đơn vị ở nước ngoài lúc mà nhận hàng, người ta yêu cầu với cái chất lượng mảo vật của mình phải đảm bảo theo cái tiêu chuẩn quốc tế ISO này ISO kia, thì mình không biết là làm sao để kiểm tra nó đạt từ cái chất liệu đó chưa, thì mình sẽ sử dụng những chiếc máy kiểm tra mảo vật này. Thì hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn để tránh cái tình trạng mà hàng mình xuất khẩu qua bên đó tới người ta kiểm tra mảo vật không đạt được cái tiêu chuẩn, như mảo vật giá đến sản phẩm không đạt cái tiêu chuẩn mà như người ta quy định thì phải trả hết lô hàng về, thì lại rất mất công. Nên những chiếc máy này là rất tiện lợi cho các bạn để mình có thể sử dụng kiểm tra trước khi mà mình xuất hàng. Các bạn thấy máy có thiết kế nhỏ gọn, nhưng máy kiểm tra mảo vật WebSky TouchCheck Rover lại có khả năng xác minh chính xác các mảo vật 1D và 2D theo tiêu chuẩn ngành, bao gồm đó là ISO hoặc là IEC 15415 hoặc là 15416 và tiêu chuẩn IAM DPM. Như các bạn có thể thấy thì nó có, đây là màn hình làm việc của nó. Màn hình làm việc của nó thì cảm ứng nha mọi người. Đó, mọi người có thể thấy rất là tiện lợi. Còn đây là nút nhấn, vừa nhấn để mình có thể kích hoạt tính năng kiểm tra mảo vật hoặc là mở nguồn đây. Thì lát nữa mình sẽ giới thiệu sâu bên trong này sau. Thì đây mọi người có thể thấy dưới này, đây là cái vùng làm việc của máy. Đây là vùng scan, thì scan với những cái mảo vật có kích thước nằm trong cái khoảng này đây nha. Máy quét ra với tia quét là CCD, kết hợp với trong này là cái phụ kiện ánh sáng để có thể là thu nhận được cái mảo vật tốt nhất để kiểm tra được cái chất lượng mảo vật theo tiêu chuẩn là A, B, C, D hoặc là F, tùy theo những cái mảo vật nó kiểm tra nó sẽ báo cho mình là mảo vật đang đạt cái tiêu chuẩn nào, những cái cấp độ mảo vật A, B, C, D hay là F khác nhau. Ở đây mọi người thấy phía sau này, đây là nguồn, mà cái này là mình không cần, tại vì máy sử dụng pin li-ion, mình có thể là sạc pin hoặc là xài. Đây là các chân của nguồn, nếu có xài option riêng mình có thể xài. Còn đây là cổng USB. Còn USB này mục đích là kết nối với máy in, lúc mà mình kiểm tra mảo vật xong nó sẽ report xuất báo cáo ngay trên này cho mình, và mình có thể là nhấn lần in để kết hợp với máy in ra luôn cái bản báo cáo đó. Ở đây có một nút nhỏ, đây là reset máy, reset factory máy lại. Còn đây là một cái cổng kết nối micro kết nối với máy in, mục đích của nó là xuất về cái file PDF về máy in, thì lát nữa mình sẽ thực hiện kiểm tra mảo vật máy xong đó là xuất báo cáo về cho các bạn xem. Mục đích của cái cổng micro này là vừa xuất file báo cáo PDF mà cũng như là vừa sạc pin cho máy. Thì đây là máy sử dụng pin li-ion nha, nên rất là tiện lợi, các bạn có thể thấy đó. Các bạn có thể nhìn qua máy thêm một lần nữa, đây là chiếc máy kiểm tra mảo vật di động này. Có thể mình có thể tùy chọn những cái chuẩn khác nhau mà các nhà cung cấp, các nhà đối tác của mình trên thế giới yêu cầu, mà mình mảo vật của mình cần phải đạt chuẩn A, B, C, D hoặc là theo tiêu chuẩn của ISO rồi AIM, thì mình có thể chọn để mình có thể thực hiện kiểm tra xác minh xem. Bây giờ mình sẽ mở nguồn rồi thực hiện một số, cho mọi người xem một số tính năng ở bên trong cái chiếc máy kiểm tra mảo vật này. Thì để mở nguồn mọi người nhấn giữ nút màu trắng này nhé, đây nó có hướng dẫn. Đây mình nhấn giữ nút này để mở nguồn máy lên. Các bạn lưu ý là WebSky đã được hãng Vognet mua lại, giờ cái hãng này đang thuộc quyền sở hữu của Vognet. Thì Vognet cũng đang phát triển những cái dòng, những cái thế mạnh của WebSky bữa giờ đã phát triển.
Đây thì màn hình đang mở lên. Giao diện vẫn đang là của web scan. Đây thì màn hình đã được lên như các bạn thấy so bên ngoài. Thì đây là cái khung hình của nó, khung hình là khung hình ẩn dưới này. Tại vì mình chưa quét gì cả. Bây giờ mình đi sâu vào trong để xem một số phía bên trong có những gì. Thì đầu tiên các bạn thấy thế này là đây là thân 40% này, đây là đang báo pin. Camera đang off này, tại vì mình chưa có quét, chưa có kiểm tra. Đây có thân báo thể hiện pin. Rồi, vô thử trong này, đây là phần shutdown này, còn đây là phần xoay. Xoay cái màn hình lại. Đây, màn hình cảm ứng cho mọi người, có thể xoay. Đó. Đây là phần cài đặt, mình vào bên trong. Đây, Symbology thì vào đây xem đây là một số loại code mà nó có thể quét. Mình có thể là bật hoặc là tắt những loại code nào, tại vì nhiều khi trong cái tem phụ của tem nhãn của mình dán lên sản phẩm thì nó có nhiều loại mã code khác nhau mà mình chỉ muốn kiểm tra một số mã thôi. Ví dụ như mã 2D là mã QR, không kiểm tra mã khác. Mã 1D là kiểm tra mã code 128 hay gì đó. Hoặc là những mã của Pharma như là bên y tế cần. Thì đây là một số mã mà nó có thể quét, nó có thể quét được mã 1D, 2D khác nhau. Rồi, đó, thì đây mình có thể là chọn lựa. Rồi, và trong mục application thì đây cũng là một số tiêu chuẩn cơ bản của nó, tiêu chuẩn GS1 như nào nào đó thì trong này nó sẽ có hết để cho mình chọn. Tiếp qua phần thì có thì đây mọi người có thể thấy đây là những mình có thể chọn những cái tiêu chuẩn đây, tiêu chuẩn ISO 18004 hoặc là số tiêu chuẩn khác nhau, tiêu chuẩn 1D của 2D mình có thể chọn. Đó. Đây là cái báo cáo report. Đây, nó xuất báo cáo ra theo tiêu chuẩn 15415 hoặc là máy có thể là kiểm tra theo tiêu chuẩn 15415, 15416. Đó, mình có thể thấy. Đó, tiêu chuẩn chung rồi in ra theo cái kiểu in theo kiểu A4 hay là in theo kiểu letter. Mà có thể cái chọn cái size của cái giấy in khác nhau. Đó, auto print hoặc là xuất ra hình gì gì đó thì trong này nó có một số tính năng để cho mình chọn. Mình có thể thấy kỹ hơn. Đó. Chất lượng gì đó mình có thể chọn ở trên này. Rồi, tiếp theo cái này là cái thông tin của cái thông tin thôi, thông tin của máy đó mình có thể xem đây, thông tin của máy qua bên này cũng vậy, nó là dùng chỉ là một số thông tin của máy. Còn đây có một số tính năng đó là click ray, mục đích của cái này là mình lúc mà mình scan mình kiểm tra mã vạch nhiều thì mình cần phải làm mới lại cái khung hình ảnh phía sau này, nghĩa là mình như kiểu mình reset lại, làm mới lại cái khả năng đọc của nó để có thể là kiểm tra mã vạch được chính xác hơn. Đấy, trong Advanced nó cũng có một số cái về pin rồi về xuất báo cáo rồi về những cái view hay là config như thế nào rồi system print như thế nào. Trong này nó có hiển thị đầy đủ. Rồi còn database mình cũng có thể là xóa database hay là gì trong này mình cũng có thể thực hiện. À, cái này mình đã vào lúc này. Đó thì đó là một số tính năng cơ bản ở phía trong cái màn hình. Đây là màn hình LCD rất là tiện lợi, mà một số hãng hiện nay thì thường thường là không có màn hình cảm ứng như thế này, mà thường chỉ có là màn hình LED bình thường không có cảm ứng. Một vài dòng cơ bản đây là một ưu điểm rất lớn, mình có thể là quét xong mình kiểm tra được cái tiêu chuẩn ở trên này đạt ABCD trên này luôn. Thì bây giờ mình sẽ tiến hành quét thử, kiểm tra thử một số cái mã vạch mình đã chuẩn bị ở đây cho mọi người xem nó đạt tiêu chuẩn như thế nào. Tại vì lúc này mình đã chọn ở trong này đó là chọn các tiêu chuẩn mà mình cần đánh giá ở trong này rồi. Đây các loại code là mình cần, thì một số tiêu chuẩn mình đã chọn sẵn ở trong này. Đây ví dụ như là 1D có tiêu chuẩn gì, 2D là tiêu chuẩn gì, tiêu chuẩn gì thì mình đã chọn sẵn trong này rồi. Mọi người có thể là tùy theo cái yêu cầu của các đối tác của mình những cái tiêu chuẩn ISO như thế nào thì mình có thể là chọn như vậy. Giờ mình quét thử, mình kiểm tra thử cái mã vạch 2D của mình, QR code nhé, chính xác là QR code này sẽ là như thế nào. Thì cái cách thức kiểm tra thì mình chỉ cần là đây là máy di động cầm tay rất là tiện lợi, mình chỉ cần đặt cái mã vạch xuống vị trí cần rồi úp cái máy này lên cái vùng quét đây này, mọi người có thể thấy cái vùng quét này này, mình đặt vào đây, đặt vào cái barcode
Sau đó trên màn hình có chữ Go Live, nhấn vào Go Live. Đây, nó kêu quay, đợi một chút. Rồi mọi người có thể thấy là màn hình cái barcode đã xuất hiện trên màn hình của mình. Thì mà cái dấu cộng màu đỏ đây, mình có thể di chuyển hướng nó đến cái mã vạch để cho cái khả năng mà nó có thể là nhận diện và xác minh được cái mã vạch này nó được tốt hơn. Thì mọi người có thể để ngoài hơi một xí được không sao, nhưng để verify để mình kiểm tra được cái chất lượng của cái mã vạch này như thế nào. Mọi người bấm nhá, verify. Đây mọi người đợi một xí nó sẽ đây. Mọi người có thể thấy là cái barcode này nó fail, nó không có đạt được cái tiêu chuẩn thì nó sẽ báo là F. Lát nữa cái báo cáo này mình có thể xem ở đây, hoặc là mình có thể xuất được cái báo cáo này ra máy tính bằng file DF cho, thì lát nữa mình sẽ xuất sau. Giờ mình sẽ kiểm tra một cái mã vạch này nhé. Thì cái mã vạch fail này tại vì là nó lỗi không thể quét được một số cái. Thì đây là mã vạch mà mình đã thử đã đạt chất lượng này. Giờ mình quét thử xem, mọi người xem này. Đây mình cũng làm tương tự nha, đặt cái mã vạch phía bên dưới cái tấm kiếng của máy. Rồi Go Live, mình di chuyển cái tấm cái màu đỏ của mình đến cái vị trí mà của barcode để nó có thể là được đọc và kiểm tra cái chất lượng tốt hơn. Để bấm vào verify đang kiểm tra. Đây mọi người thấy là đây là cái tiêu chuẩn lúc như lúc này mình nói, đây là cái mã vạch đạt chất lượng này, thì nó kiểm tra là đúng là đạt chất lượng, là theo chuẩn A là tiêu chuẩn cao nhất. Như này là fail, rồi chuẩn là S thì coi như là mã vạch đã bị hỏng, không thể quét được. Thì mọi người có thể lưu ý là tùy theo các đối tác của mình, có người có nhà đối tác người ta yêu cầu là mã vạch là chuẩn B, chuẩn C thì có thể là pass qua, hoặc là yêu cầu bắt buộc phải chuẩn A thì những cái mã vạch phải có tỷ lệ xác suất lỗi rất là thấp, một số tiêu chuẩn theo tiêu chuẩn ISO. Mình sẽ xem ở đây. Đây thì giờ mình đã quét một số mã vạch ở đây. Đây thì nó sẽ có cái báo cáo lúc nãy giờ mà mình quét, thì giờ mình sẽ xuất cái file báo cáo này ra file PDF ở trên máy tính bằng cách đó là mình sẽ cắm dây micro. Đây là dây như dây sạc của Android, sạc điện thoại Android bình thường, đầu kia là đầu USB, mình có thể cắm vào máy tính và lấy cái file này ra. Nó sẽ báo cáo đầy đủ chi tiết hơn so với ở trong cái màn hình này, tại vì màn hình này cũng hơi nhỏ nên nó không thể chứa hết mọi thông tin. Bây giờ mình sẽ xuất cho các bạn xem để trên máy tính nó ra cái report báo cáo như thế nào nhé. Rồi thì sau khi mà mình đã kiểm tra chất lượng mã vạch đây, nó là chuẩn A, chuẩn B, chuẩn C gì đó thì nó hiển thị lên đây. Bây giờ mình cần xuất ra một cái file báo cáo bằng PDF mà mình in ra. Thì mình có thể kết nối bằng cái đầu micro, cắm vào đầu micro. Này, mọi người có thể thấy đây là đầu sạc của Android cũ. Mình cắm vào phía sau này. Giờ mình sẽ cắm vào rồi xuất ra cho các bạn xem. Đây, sau khi cắm vào thì mình sẽ bấm vào nút on. Đây, on reset này. Thì đây là danh sách những cái mã vạch mà lúc này giờ mà mình đã kiểm tra. Mình có thể chọn một hoặc chọn tất cả để xuất. Thì giờ mình sẽ chọn một cái gần nhất nhá. Đây. Mình chọn cái gần nhất, chọn xong thì mọi người có thể thấy trên này bấm print thì nó sẽ in ra luôn. In ra nếu mà mình có kết nối với những cái máy in chuyên dùng để in ra A4 hay gì đó thì phía sau này có cổng USB, in ra luôn, hoặc là mình sẽ export ra phần file PDF. Đây là cái chế độ nếu mà mình chọn một trang hoặc là chọn nhiều trang, nghĩa là nếu mà nhiều mã vạch sẽ xuất ra báo cáo trên cùng một trang, hoặc là một mã vạch sẽ xuất báo cáo ra một trang khác nhau, sau đó nhấn OK. Thì do sau đó đợi cái này, đợi nó sẽ tiến hành xuất ra trên máy tính cho mình. Rồi đã xuất thành công, thì bây giờ mọi người cùng theo dõi trên máy tính của mình nhé. Thì đây, vừa rồi mình đã bấm xuất ở phía trên máy kiểm tra mã vạch. Thì như mọi người thấy, lúc mà mình vừa bấm xuất ra file PDF thì ở trên máy tính mình sẽ xuất hiện một cái ổ đĩa, đó là ổ đĩa Rover. Đây, mọi người có thể thấy. Thì cái báo cáo mà lúc nãy mà mình xuất ra PDF đây, đây có báo cáo report đây 2020 vào ngày mùng 9 tháng 9 mùng 7 tháng 9 lúc 11:18 lúc này mà mình xuất ra. Thì mình sẽ mở cái báo cáo này lên cho mọi người và các bạn xem. Thì lúc mà mọi người nhớ cắm cái cổng micro vào thì nó sẽ xuất ra, nó sẽ tự động tạo ra một cái ổ đĩa. Thì đây mọi người có thể thấy đây là cái ngày giờ mà mình ngày đây là cái ngày giờ mà mình kiểm tra mã vạch.
Còn đây là một cái, đây là cái nội dung của barcode. Thì đây mình đang là đến đó. Đây là code 128 này. C128 là code 128 này. Cái tình trạng đó là được pass này, qua này, đạt chất lượng này. Đây là cái tiêu chuẩn là ISO rồi ANSI này, ISO này. Cái điểm trung bình của nó là điểm A này, tương đương với là 3,6 điểm. Thường thường là cái những cái tiêu chuẩn đánh giá này là có đạt chất lượng A, A, B, C, D hoặc là F hoặc là 1, 2, 3, 4. Thì đây là một số cái mình có thể là tính điểm qua. A tương đương với 4, B tương đương với 3, là mình giảm giảm trừ thôi. Đây là cái đồ rộng của nó. Mọi người có thể thấy đây là hình ảnh mà vừa rồi mà máy quét thì nó có chụp hình lại. Mọi người có thể thấy là cái báo cáo của nó rất là chi tiết và rõ ràng. Có thể xem một số cái đây để nhìn rõ hơn thì mọi người có thể xem đây nhá. Đây này. Một cái thông số ở trên này, đây hình ảnh một số, đây là một số cái chất lượng chi tiết hơn. Như lúc này mình chỉ thấy là nó là chất lượng trung bình của nó là chất lượng là tiêu chuẩn là A. Thì dưới này nó sẽ có phân tích ra một số thông số của nó, ví dụ như là đây bao nhiêu mil, độ dài, độ rộng của nó, tỷ lệ phần trăm lỗi, tình trạng bug. Đây dưới này đây, đây là vị trí giá trị của nó rồi. Đây quan trọng hơn là phía bên này, đây là một số cái tiêu chuẩn theo tiêu chuẩn ISO hoặc là ANSI này, thì có một số cái tiêu chuẩn cần phải đạt được phía trong này, một số tiêu chí, những cái tiêu chí mà để đạt được cái này thì nó sẽ đánh giá điểm ở đây. Thì tất cả những cái tiêu chí đây thì barcode này sẽ đạt được tiêu chuẩn A, những cái tiêu chí ở trong này, tiêu chí về người có thể thấy là một số tiêu chí của ISO. Thì những cái tiêu chí này là do các chuẩn quốc tế người ta quy định phải đạt được những cái giá trị như thế nào đó mới đạt được cái số điểm đánh giá ở phía trên, thì nó sẽ lấy trung bình lại để bắt đầu là đánh giá được ra cái điểm. Đây cái này là chi tiết hơn nữa, người ta thấy chi tiết hơn. Đây là một cái báo cáo rất là chi tiết rõ ràng theo cái những cái tiêu chuẩn mà mình quy định. Ví dụ như mình quy định nó sẽ được chấm điểm theo tiêu chuẩn ISO 15415 hoặc là ISO 15416 với code 1D hoặc code 2D, thì mình tùy chọn theo cái tiêu chuẩn mà các đối tác nước ngoài của mình yêu cầu, thì mình sẽ tùy chọn, thì nó sẽ chấm điểm và theo những cái tiêu chí của từng cái tiêu chuẩn đó, các tiêu chí của nó sẽ hiển thị ở bên góc này và chấm điểm đưa ra những cái kết quả và những cái thông số mà nó rõ ràng nhất để biết được có pass hay là fail hay là cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Thì vừa rồi em đã giới thiệu cho mọi người một số tính năng cũng như là chức năng kiểm tra mã vạch đạt một số tiêu chuẩn ở trên thế giới hiện nay, các tiêu chuẩn như ISO hoặc là AIM, mọi tiêu chuẩn mà trên thế giới hiện nay đối với chiếc máy kiểm tra mã vạch này. Thì nếu mọi người có thắc mắc hoặc là cần thêm biết thêm chi tiết về máy kiểm tra mã vạch, mọi người có thể liên hệ tới công ty Thế giới mã vạch qua số hotline 1900 3438 hoặc là truy cập theo trang web thế giới mã vạch.com để biết thêm thông tin và được tư vấn kỹ hơn. Xin cảm ơn mọi người. Nếu mọi người thấy video này hữu ích, có thể nhấn like và subscribe kênh của công ty Thế giới mã vạch để được xem review về một số dòng máy khác nổi bật hơn hoặc là một số dòng máy ứng dụng khác của kiểm tra mã vạch. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.